0394947 các bạn nhé. Hôm nay mình xin chia sẻ với mọi người là cái báo khí khang, phân biệt giữa báo khí khang ví và báo khí khang lọ, và những pháp đồ có thể hỗ trợ đi kèm để đặc trị cho các vấn đề và viêm họng mãn tính, viêm phế quản ở những người viêm đường hô hấp mãn tính. Thì xin chia sẻ mọi người, đây là báo khí khang dạng lọ, một hộp là 120 viên. Rất nhiều khách hàng cứ hỏi giá thì mình luôn công bố luôn giá cho mọi người. Báo khí khang một lọ, một hộp 120 viên, giá công ty bán lẻ là 995.000, thì mình nhà thuốc của mình có trừ bớt cho khách hàng là 940.000 trên một hộp 120 viên. Còn cái hộp báo khí khang dạng vỉ này là 175.000 một hộp là 20 viên. Đối với dạng vỉ và dạng lọ thì có điều khác nhau như thế nào? Báo khí khang dạng vỉ và dạng hộp có điều khác nhau đó là khi thiết kế dưới dạng viên vỉ thiếc là một hộp hai vỉ như thế này thì giá thành nó đắt hơn một chút, nhưng mà cái độ bảo quản viên của nó, tại sao người ta có đóng bao phiên trong cái vỉ thuốc, thì có một cái điều bí mật mà nhiều người chưa biết, đó là khi mà các bạn được bao phim thuốc trong cái vỉ thuốc ấy, thì bảo quản viên thuốc nó tốt hơn. Khi các bạn uống đến đâu các bạn tách đến đó thì không bị không khí vào, không bị ẩm vào, thì các bạn sẽ bảo quản được cái viên thuốc còn lại, nó sẽ còn chất lượng tốt. Còn khi mà các bạn uống cái dạng lọ như thế này thì nó vẫn là hiệu quả như vậy, vẫn là cũng là một cái sản xuất ra, cũng cùng một cái sản xuất ra và cũng là cũng viên thuốc chất lượng như nhau. Tuy nhiên là khi đóng dưới dạng lọ thì cũng quá trình mà các bạn mở, các bạn đóng thì không khí nó vào rồi ẩm nó vào thì chất lượng nó sẽ được bị giảm nhẹ đi một chút. Tuy nhiên thì nó có ưu điểm, đó là tiết kiệm tiền hơn cho mọi người. Nếu các bạn uống liên tục hoặc các bạn bảo quản tốt thì các bạn dùng lọ thì nó cũng là tiết kiệm đi cho các bạn rất là nhiều. Đó, thì dạng lọ là dạng tiết kiệm, còn dạng ví là dạng cao cấp hơn để mà giúp cho bảo quản từng viên thuốc nó được lâu hơn. Và bên cạnh báo khí khang thì là một trong những vấn đề viêm đường hô hấp của những người bị lâu ấy, thì thường người ta có dạng vi khuẩn vi sinh trùng bên trong cơ thể. Và khi các bạn dùng đặc trị về báo khí khang là một dạng để giúp làm giảm các triệu chứng ho, khó thở, viêm họng, rồi là đờm dịch, mà nó giúp là giúp cho thiểu những cái người bị viêm đường hô hấp mãn tính ấy, đỡ phải dùng đến kháng sinh chống viêm nhiều gây hại. Dùng kháng sinh chống viêm thì nó có thể giảm ngay nhưng nó rất hại, thì các bạn dùng cái này nó đỡ tác dụng phụ của thuốc tây. Và thứ hai là khi mà các bạn dùng trong quá trình mà các bạn dùng báo khí khang ấy, thì các bạn dùng ngay cho mình kèm với đề tô xích để diệt ký sinh trùng luôn, bởi vì những người khi được bị viêm đường hô hấp mãn tính thì nó thường do ký sinh trùng gây ra, và cái diệt vi khuẩn đề tô xích là một trong những sản phẩm mà nó sẽ giúp các bạn là tiêu diệt vi khuẩn ký sinh trùng là nguyên nhân của một loại bệnh. Còn bên cạnh đó tất nhiên sẽ có những người bị viêm do có tổn thương, thì các bạn cái đó thì nếu các bạn có cái tình trạng bệnh mà nó nặng như thế nào đó thì các bạn có thể liên hệ với số điện thoại qua số điện thoại trên quầy của Dược Sĩ Cẩm Tú ấy, thì được bên nhà thuốc của mình sẽ có những cái sản phẩm hỗ trợ để làm lành các tổn thương, để giúp các bạn có nhanh khỏi hơn và khỏi dứt điểm hơn nữa. Vậy mọi chi tiết các bạn liên hệ với số điện thoại của Dược Sĩ Cẩm Tú trên quầy để tư vấn thêm các bạn nhé. Xin chào bạn, hẹn gặp lại.